Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt. Hôm nay chúng ta tham quan một buổi đánh bắt cá của mấy thanh niên ở dưới chân cầu Ông Đào. Chân cầu Ông Đào cái hồ Xuân Hương thì cá nó sẽ lọt ở đây và nó nằm ở dưới cái vũng nước. Bây giờ chúng ta thấy 4, 5, 6, 7, 8 thanh niên đang quăng lưới để bắt cá. Ở dưới này thì tự do, chúng ta có thể bắt cá tự do, còn trong hồ thì không được. Đây, thanh niên đã quăng lưới và bây giờ đây là những cái khán giả đang ngồi coi. Đây là dưới chân cái đầu hồ Ông Đào, thanh niên đã bắt cá này. Rất là đẹp. Chúng ta xem thử một vài mẻ chày lưới này nó có cá hay không. Đây là công viên hoa ở dưới chân cầu Ông Đào. Ngay trước khu vực này là khu vực ánh sáng. Bây giờ người ta làm công viên hoa. Và thanh niên xuống đây họ bắt cá ở dưới này, thì khi bắt cá ở dưới này thì nó sẽ không vi phạm, thì nó sẽ nằm thì dạng là ra ngoài khỏi lòng hồ rồi, khỏi lòng hồ Xuân Hương, nên có quyền đánh bắt cá ngoài này, thì không thì nó phải đi xuống à. Từ dưới hết à. Chúng ta xem thử thanh niên này nó bắt cá được hay không. Những con cá mà ở dưới này á rất là to. Đó, như hai thanh niên này là câu bắt được con cá to lắm nè. Được mấy con cá to rồi kìa. Em lành quá, em đút lửa ngồi sưởi ấm, nhảy xuống bắt cá xong ngồi sưởi ấm. Trên hồ là trong những cái lưới đó là có mấy con cá rồi đó. Bây giờ chúng ta nhìn thử dưới hồ, em quăng ba cái lưới không biết được con cá nào nữa không. Đây hồi trước là nó chỉ là một cái dòng suối. Bây giờ người ta ngăn cái đập nó lại là rồi kêu là cầu Ông Đào á, thì cá nó có thể nó vượt qua những cái hàng lưới ấy, để mà ra ngoài hồ và trôi theo qua những cái cống để mà xả đập, thì nó trôi theo ra đó, nó trôi ra ngoài này và nó nằm ở dưới lòng hồ. Bây giờ các thanh niên là đang đi chài cá đó. Cá rất là lớn nha, để chúng ta xem thử có con cá nào lớn hơn không. Bây giờ là sẽ có ba thanh niên đang ở dưới lòng hồ đang đi bắt cá được một con cá rồi kìa. Đấy, vui, rất là vui, rất là thú vị. Lặn xuống dưới đất, lặn xuống dưới hồ và bắt được một con cá. Cái vực chỗ này thì nó không có sâu, nó khoảng chừng là 1,5 mét thôi, sâu khoảng 1,5 mét thôi. Ở ngoài á, ở giữa thì mới sâu hơn, nhưng mà nước thì không có được sạch lắm đâu. Này nhìn thấy nó xanh, nhưng mà chắc cũng đến nỗi nào dơ lắm. Chúng ta xem thử có được con cá không. Đó, các thanh niên đang chài lưới để bắt cá. Và có 2, 4, 6, 8, 10 người, 10 thiếu nữ đang đứng ở trên bờ, đang ngồi trên bờ cổ vũ, cổ nhiệt tình cho ba thanh niên này.
Cái hồi xuân hương này á là trước kia khi người ta hình thành cái hồ xuân hương thì người ta đắp một cái đập như thế này à, và có những cái cống để lưu lượng, để người ta điều tiết lưu lượng nước. Bây giờ thì người ta đã cải tạo lại cái hồ, cái cầu Ông Đào này rồi, thành một cái đường à, là một cái đập thôi đó. Hồi trước là cái cầu thôi, bây giờ là thành một cái đường rồi, thì nó chặn được cái mực nước hồ Xuân Hương và điều tiết được mực nước của hồ Xuân Hương. Thì chúng ta thấy ở dưới chân cầu Ông Đào là còn những cái thanh niên nè đang chài cá, hồi nãy giờ được mấy con rồi, con nào cũng từ 1 ký trở lên hết á, 1 ký 2 ký rất là to, không biết cả gì đây nữa, ngồi xa quá không biết cả gì nữa. Ta xem lại coi đây, và mấy thanh niên này đang lấy củi đốt, đang lấy củi đốt nè, đốt để sưởi ấm. Sưởi ấm lạnh lắm, trời này tuy buổi trưa 2-3 giờ chiều, 2-3 giờ nhưng trời vẫn còn rất lạnh, nhất là xuống dưới nước nữa thì càng lạnh hơn nữa. À, ở trên bờ thì có các thiếu nữ đang cổ vũ nè, cổ vũ cho các thanh niên này bắt cá, và ở phía trên cầu cũng vậy, cũng có nhiều người đang đứng coi bắt cá. Thì bắt cá ở đây là không có vi phạm vì nó nằm ở ngoài lòng hồ nên không có vi phạm, nên có quyền tự do bắt cá. Những em này có vẻ hơi chuyên nghiệp, có những cái lưới chai để bắt cá, mà không biết rằng là chiều giờ là bắt được bao nhiêu cá rồi. 4 bạn trẻ thanh niên khoảng chừng mười mấy, 22 tuổi, 20 mấy tuổi thì mới đủ sức bơi dưới này, và nhất là khi mà đi chài cá dưới những cái hồ như thế này á là phải biết bơi, bơi cho nó giỏi chứ không nguy hiểm lắm á. Cái thứ nhất là dễ bị, trời nó lạnh dễ bị vọt bẻ nữa, nên nhưng mà đi đông thì nó cũng đỡ. Còn người có gì người này giúp cho người kia nếu bị vào bẻ. Ở trên bờ là có những cái thanh niên và thiếu nữ đang ngồi cổ vũ, và có một anh đang đi lượm củi về đưa xuống cho mấy thanh niên là đốt. Sau khi mà chài cá xong có thể mà anh sẽ nướng ăn luôn tại chỗ. Đó là một cái thú của những cái người mà đi chài cá, là sau khi bắt được cá là ngồi ăn tại chỗ. Đây là cái dòng nước, một cái vũng nước ở ngay chân đập, ở chân của cầu Ông Đào, chân của hồ Xuân Hương. Đó là nước hồ Xuân Hương nó sẽ thoát ra những cái miệng cống này nè, 2, 4, 6, 8, 10 mười mấy cái miệng cống này. Ở trên cái đầu miệng cống, trên đầu hồ Xuân Hương, trong hồ á, người ta sẽ làm lưới, người ta giăng lại không cho cá nó ra, nhưng mà cũng còn rất nhiều con cá lớn nó vượt qua cái lưới, nó bay qua khỏi lưới và nó ra ngoài này. Này bây giờ chúng ta đang xem, hồi nãy giờ chưa thấy một cái mẻ lưới nào mà có cá. Trước đó khi mình đang đi trên đường thì tôi thấy mấy thanh niên này quăng được 2 mẻ lưới, có được 2 con cá. Chắc cũng khoảng chừng một con khoảng chừng 2,5 ký 3 ký. Cá hồ Xuân Hương này rất là nhiều, một phần á là nó ở trên những cái hồ của người dân họ làm vườn á, họ tưới nó thoát ra, một phần là cá mà dân chúng hay đi phóng sanh, người ta thường thường ra hồ Xuân Hương này người ta phóng sanh. Đấy, những cái lưới chài, và một vài thanh niên đi vào phía trong để xua cá ra ngoài. Đấy, đập đập nước xua cá ra ngoài để cho cá nó chạy ra ngoài, thì những cái thanh niên ở ngồi ngoài này là quăng lưới. Đó là cái cách để bắt cá ở trong một cái vụn lớn như thế này, nên phải có 3-4 thanh niên là đi ở phía trong chỗ cái cống đập á, xua cá ra ngoài và
ba cái lưới ngoài này sẵn sàng bủa vây mà con cá đó. Chúng ta ngồi nãy giờ chưa thấy một cái lưới nào mà có được cá lớn nữa, đang ngồi chờ. Và đa phần ngoài này chỉ có cá lớn, không có cá nhỏ. Cá nhỏ ít khi mà vượt được cái lưới ở ngăn ở trong tiếng hồ để ra ngoài lắm, chỉ có cá lớn mới vượt qua được thôi. Dù nước có cao cỡ nào đến nữa cũng không vượt qua được, tại vì cái lưới người ta gắn phao, nước cao thì cái phao nó nổi lên cao, không cho không cho cá thoát ra ngoài, vì cái cá trong hồ Xuân Hương này là đã có những cái nhà thầu người ta nuôi cá trong này, do vậy người ta cấm câu cá ở trên hồ Xuân Hương là do các nhà thầu người ta đã thầu rồi. Nhưng mà vẫn thấy quanh hồ Xuân Hương vẫn có những ngư ông cầm cầm câu để câu. Này, em này bắt được một con cá rô phi nó nhỏ. Lại tiếp tục những mẻ lưới bủa vây những con cá. Quăng lưới cũng điều nghề, chứng tỏ mấy em này cũng thuộc dạng gọi là đi bắt cá chuyên nghiệp rồi đây. Rồi, 2, 4, 5, 5 bạn ở dưới hồ, lòng hồ để mà xua cá ra ngoài cho những em ở ngoài này quăng lưới. Một mẻ lưới lên không còn một con cá nào, mẻ lưới bên kia cũng không còn con cá nào. Nói chung hồi nãy giờ là không thấy con cá nào hết. Có cá tại vì hồi nãy thấy nó quậy, nhưng mà hồi nãy giờ là không thấy còn cá nào hết. Chúng ta đang chờ một mẻ lưới có con cá, chúng ta quay thử. Chắc chắn rằng sau khi mà bắt được mấy con cá xong, mẹ em có thể bỏ lên ký kia đông đông lửa này này, mẹ em nướng ăn tại chỗ đó. Những cái còn một con cá đang quậy và hai cái chai lưới đang quyết định một em quyết định xuống để bắt con cá đó. Hay em lặn sâu xuống để bắt con cá đó nhưng mà không được. Rồi rồi, hình như dính được muỗng cá lớn nên hai em đã đang đang kéo đã kéo vào để chúng ta quan sát thử xem sao. Phút 89 em thử có được con cá nào không, dở lên. Ồ, lại không có con cá nào, thoát hết rồi, lại thoát hết nữa rồi. Rồi em thưa em ngoài cùng đó xem thử kéo lên thử có được con cá nào hay không. Đang kéo rồi đó, con cá đó nó quậy tâm rồi. Canh con cá nó quậy thì người ta sẽ giục lưới, người ta canh nó. Mẹ em này có khả năng là quậy nó lên để cho con cá nó đồng nó nhảy, thì khi mà nó nhảy nó sẽ sủi tâm lên chỗ nào thì mẹ em sẽ quăng lưới chỗ đó. Nãy giờ là quăng ba bốn cái lưới rồi nhưng mà vẫn không bắt được một con cá. Con cá này có vẻ to, có quậy lên có vẻ to đó. Thôi chúng ta quan sát nãy giờ vậy thôi. Rồi nếu các bạn xem clip cảm thấy vui vẻ với cái clip này thì cho mình xin một đăng ký và một like để kênh phát triển, để kênh có đề xuất. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Chào, tạm biệt. Bye bye.